Diễm Loan và Minh Phương xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Và kính thưa quý vị, để mở đầu chương trình ngày hôm nay, ban biên tập xin chia sẻ đến quý vị một thông tin đáng chú ý liên quan đến việc một trang trại nuôi heo xả thải ra sông khiến cho người dân Bình Dương vô cùng bức xúc. Sau đây là nội dung chi tiết, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một trang trại chăn nuôi heo có dấu hiệu xả chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra sông Bé. Và trong quá trình kiểm tra, đại diện cơ sở chưa cung cấp được hồ sơ pháp lý về môi trường, chưa hoàn thành việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của trang trại. Những ngày qua, mặt nước sông Bé đoạn qua ấp Đuôi Chuột, xã Tâm Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương có màu xanh, nổi bọt trắng, kèm mùi hôi khó chịu. Lo ngại ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, công an xác định nước bốc mùi có bọt trắng có thể do trang trại chăn nuôi heo xả thải chưa qua xử lý ra sông. Cơ quan chức năng đã đi dọc bờ sông Bé để truy tìm nguyên nhân và phát hiện có dòng nước từ trại heo Phú Giáo 02FF chảy ra sông Bé. Tiến hành kiểm tra các công trình xử lý chất thải của trại heo Phú Giáo 02FF, đoàn ghi nhận nước thải chăn nuôi của trại heo xả thẳng xuống sông Bé với lưu lượng khoảng hơn 51 mét khối một ngày đêm, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về hành vi nhận hối lộ. Đây là diễn biến trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương có liên quan. Vụ án này được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Mở rộng điều tra vụ án xác định ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Hành vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội nhận hối lộ. Ngày 2 tháng 1 năm 2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp về tội danh nêu trên. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng, đảm bảo thu hồi triệt để cho nhà nước. Sáng ngày 3 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng và 35 bị cáo khác trong vụ án công ty Việt Á. Phiên tòa này thu hút sự quan tâm của dư luận. 38 bị cáo này bị truy tố về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Trong số 38 bị cáo, có 30 bị cáo bị tạm giam, 8 bị cáo tại ngoại. 3 bị cáo trong vụ án này đã được đưa ra xét xử sơ thẩm trong vụ án công ty Việt Á và Học viện Quân y do Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội xét xử từ ngày 27 tới ngày 29 tháng 12 năm 2023. Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội nhận hối lộ. Bị cáo Phan Quốc Việt bị truy tố về hai tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc bị truy tố cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Kính thưa quý vị, lực lượng chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nhiều nghi phạm cướp giật điện thoại trên địa bàn. Đáng chú ý, các nghi phạm thường nhắm vào nạn nhân là phụ nữ, hành vi rất táo tợn, có vụ đã khiến cho nạn nhân bị thương vì té ngã xuống đường. Theo đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 năm 2023, cô gái trẻ đang ngồi uống nước cùng bạn trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh và sử dụng điện thoại iPhone. Lúc này, hai nam thanh niên đi qua và dừng lại. Một người đi bộ tới, giật điện thoại của cô gái rồi nhanh chóng lên xe cùng đồng phạm tẩu thoát. Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bình Chánh vừa bắt Lê Nguyễn, 28 tuổi và Võ Hữu Nhân, 34 tuổi cùng ngụ quận 8 là đối tượng gây ra vụ việc.
Thông tin từ Công an quận 12 cho biết, đơn vị đã bắt giữ nghi phạm Trương Ngọc Quốc, 30 tuổi, ở quận Tân Phú để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo thông tin ban đầu, trước đó, ngày 28 tháng 12 năm 2023, một phụ nữ 28 tuổi quê ở thành phố Hải Phòng bị kẻ gian chạy xe máy cướp giật điện thoại trên địa bàn phường Thới An, quận 12. Vụ việc khiến chị bị ngã gây thương tích. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Trương Ngọc Quốc là nghi phạm nên truy xét và bắt giữ vào lúc 20 giờ 45 ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tại cơ quan công an, nghi phạm Trương Ngọc Quốc khai từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Hiện cả hai vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Một người đàn ông có tên là Dương Văn Hận bị công an thành phố Châu Đốc bắt giữ sau khi kẻ này gây náo loạn trên tuyến đường thuộc phường Châu Phú B và chém cảnh sát bị thương. Hận dùng dao tự chế tương tự mã tấu chém loạn xạ người đi đường. Tổ công tác của công an thành phố Châu Đốc có mặt ngay sau đó thuyết phục anh ta buông dao, song bất thành. Thiếu tá Thái Văn Tâm cầm thanh sắt dày cố gắng tước hung khí của Hận. Hắn chống trả quyết liệt, chém liên tục khiến anh Tâm bị thương ở tay. Công an thành phố Châu Đốc đã chi viện thêm lực lượng khống chế Hận, đưa về trụ sở làm việc. Được biết Hận trong tình trạng mất kiểm soát, công an chưa thể lấy lời khai. Liên quan đến vụ cán bộ công an giết người tình do mâu thuẫn tình ái rồi vứt xác phi tang trên sông Hàm Luông gây hoang mang dư luận mà ban biên tập Nóng 24 giờ đã thông tin đến với quý vị trong bản tin ngày hôm qua. Được biết hiện nay công an Tiền Giang đã quyết định tước danh hiệu công an nhân dân của Trung úy Ngô Minh Thông. Ngô Minh Thông đang bị công an tỉnh Bến Tre tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người. Thông đã có vợ con, gần đây quan hệ tình cảm với cô gái 27 tuổi ở thị xã Cai Lệ. Một tuần trước, do phát sinh mâu thuẫn, anh ta đã sát hại cô này tại thành phố Mỹ Tho, sau đó chở thi thể hơn 10 km đến sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre, dứt phi tang. Người dân địa phương sau đó phát hiện thi thể trôi dạt vào bờ sông, nạn nhân bị trói bằng dây dù, mặc nguyên quần áo, tay có hình xăm nhưng không còn rõ để nhận dạng. Sau 3 ngày vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm. Tại tỉnh An Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với Châu Rách Tà Na, trú tại thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ việc là chú ruột của Châu Rách Tà Na. Theo kết quả điều tra ban đầu, Na là cháu ruột của Châu Ni, sinh năm 1973, cùng trú tại địa phương. Do thường xuyên ăn nhậu say xỉn, bị Ni la mắng nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Ngày 9 tháng 12 năm 2023, Na đi nhậu về thì xảy ra xô xát. Na dùng khúc gỗ đánh vào đầu khiến Ni bất tỉnh rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ni được mọi người đưa đi cấp cứu, do thương tích quá nặng, ngày 30 tháng 12 đã tử vong. Lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra truy xét nóng và các trinh sát đã bắt giữ được Na khi đang lẩn trốn tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Còn theo công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ đối với hai người đàn ông hành hung cán bộ cảnh sát giao thông khi được yêu cầu đo nồng độ cồn. Vào ngày 1 tháng 1, lực lượng của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Buôn Ma Thuột tuần tra trên đường Lê Duẩn, đoạn qua phường Ea Tam thì phát hiện hai người đàn ông đi trên xe máy có dấu hiệu say xỉn. Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, thực hiện đo nồng độ cồn đối với người lái xe. Tuy nhiên, người lái xe máy Tạ Hữu Hắc, 39 tuổi, ngụ phường Ea Tam không hợp tác, chửi bới kéo ngã xe mô tô đặc chủng và túm cổ áo đánh hành hung cán bộ cảnh sát giao thông. Người ngồi sau xe là Tạ Hữu Khuy, 41 tuổi, cùng ngụ phường Ea Tam đã hỗ trợ ông Hắc giữ một cán bộ cảnh sát giao thông. Sau đó, công an phường Ea Tam đã đến hiện trường hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông đưa hai người đàn ông liên quan về trụ sở làm việc. Theo kết quả đo nồng độ cồn, ông Hắc vi phạm ở mức 1,1mg trên 1 lít khí thở. Những tưởng chỉ có người sống mới phải vất vả bươn chải cả đời để kiếm tiền mua cho mình và gia đình một căn nhà làm chỗ trú ngụ. Thế nhưng hiện nay, việc tìm mua vài mét vuông đất để chôn cất cho người thân đã qua đời cũng trở thành chuyện hết sức vất vả của những người nghèo. Những người dân nghèo khó khăn có người thân đã qua đời chưa tìm được nơi đặt cốt thì có thể đến tỉnh Long An chúng ta, nơi có nhà thờ trăm hộ là địa chỉ hỗ trợ các gia đình khó khăn trong việc thờ tự người đặt cốt. Tọa lạc tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nhà thờ trăm họ được biết đến là một địa chỉ thiện nguyện miễn phí từ nhiều năm qua. Với diện tích 1,3 hectare, bên trong tòa nhà thờ Tam Thế Phật và 81 vị Bồ Tát. Bàn thờ chính thờ Vua Hùng, Quốc Tổ Lạc Long Quân, Quốc Mẫu Âu Cơ. Tháp Tài Lộc gồm 9 tòa tháp, mỗi tháp cao 9 tầng, ngự bởi 18 vị Bồ Tát. Bằng triết lý nhân văn sâu sắc, mang nhiều ý nghĩa cho cộng đồng,
Nơi đây còn có một khu tháp lưu cốt hiện đại và trang nghiêm, cam kết nhận gửi miễn phí vĩnh viễn không phân biệt tôn giáo. Chuẩn bị cho dịp tảo mộ cuối năm, nhà thờ Trăm Họ sẽ tổ chức nhiều hoạt động để người dân tự do tham dự, thể hiện tấm lòng với người thân đã khuất. Thưa quý vị khán giả, thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh thành nước ta nổi lên tình trạng các đối tượng lạ mặt kéo đến nhà dân, tạt chất bẩn, uy hiếp tinh thần chủ nhà, làm hư hỏng tài sản, gây mất an ninh trật tự. Mới đây, một hộ dân ở Đồng Nai mở quán tạp hóa, buôn bán để mưu sinh thì liên tục bị kẻ lạ khủng bố tinh thần, tạt chất bẩn vào nhà. Sự việc khiến gia đình người này không khỏi bất an, lo lắng và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để điều tra. Theo đó, vào khoảng ngày 13 tháng 12, có hai người lạ tới, nói là có người thuê tới, kêu rằng không được phép buôn bán ở đây, nếu không sẽ có biện pháp khác. Khoảng 1 giờ sau, có hai người cầm cây sắt đến đập phá đồ. Và những ngày sau đó, camera an ninh ghi nhận có hai đối tượng chạy xe máy tới, liên tục ném mắm tôm và chai xăng vào quán và vào người bên trong. Gia đình sau đó đã trình báo công an địa phương, nhưng mới gần đây, ngày 26 tháng 12, nhóm người lạ vẫn tiếp tục chạy ngang, tạt chất bẩn vào, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và khiến mọi người hết sức hoang mang. Dịp cuối năm cận Tết Nguyên Đán, mặc dù lực lượng chức năng đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, thế nhưng chính sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân đã tạo điều kiện cho kẻ gian dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp. Tình huống sau đây là minh chứng. Theo đó, thấy hai chiếc xe đang dựng bên trong sân nhà không có ai trông coi, kẻ gian đã lẻn vào, nhanh chóng cậy cốp xe và lấy tài sản. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Bến Tre. Đoạn clip camera an ninh ghi lại một đối tượng nam thấy hai chiếc xe chủ nhà đang dựng nhưng không thấy người. Tên này đi vào nhìn ngó thăm dò rồi tìm cách mở cốp hai chiếc xe lấy tư trang đem đi. Được biết bên trong có giấy tờ, nhẫn, bông tay và một số thứ khác. Qua vụ việc, khuyến cáo người dân đừng để những tài sản có giá trị bên trong cốp xe để tránh kẻ gian có cơ hội ra tay. Hiện nay, trước mọi công trường đang trong quá trình thi công hoặc sửa chữa đều phải đặt biển báo công trường đang thi công, tránh những tác động từ công trường như khói bụi, xe chở vật liệu, công nhân gây tai nạn không đáng có. Và trong tình huống sau, tưởng chừng như đơn giản nhưng suýt chút nữa thì sẽ ra tai nạn. Clip do camera hành trình một tài xế đi đường ghi lại. Lúc này, xe cố gắng camera đi chậm. Phía trước, đoạn đường bụi bay mù mịt ảnh hưởng đến tầm nhìn. Khi xe đi đến đoạn bụi mịt mù, thì bất ngờ phát hiện công nhân đứng giữa đường để thổi bụi. May mắn là tài xế đã kịp chủ động thắng lại nên không xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Đây thực sự là bài học cảnh báo các tài xế cũng như công nhân làm việc ở những đoạn đường đang thi công. Còn bây giờ là đoạn clip ghi lại hình ảnh đẹp của tài xế xe ô tô dành cho người khuyết tật khi sang đường mà nhiều người trong chúng ta cần học tập. Xen giữa làn xe đông đúc, một người đi xe lăn đang khó khăn tìm cách qua đường. Tài xế ô tô cố gắng camera hành trình không chỉ chủ động giảm tốc độ mà còn đánh lái theo người đi xe lăn, cảnh báo đến các phương tiện đang đi tới. Người đi xe lăn sang đường an toàn, xong xuôi chiếc ô tô mới tiếp tục hành trình. Người tài xế nhận lại không chỉ là cái gật đầu cảm kích mà còn rất nhiều lời khen của cộng đồng mạng cho hành động đẹp này. Kính thưa quý vị, vào những ngày đầu năm mới 2024, nếu đến thành phố Hồ Chí Minh, quý vị sẽ có cơ hội khám phá rất nhiều sản phẩm du lịch mới mẻ và hấp dẫn. Ví dụ như là sản phẩm du lịch Sài Gòn River Sightseeing trên tàu 2 tầng du ngoạn sông Sài Gòn, ngắm cảnh thành phố Hồ Chí Minh vui đẹp. Hoặc là tour dạo quanh thành phố với xe buýt 2 tầng, hiện nay cũng đã được thành phố Hồ Chí Minh đầu tư nâng cấp, đón hàng ngàn lượt khách mỗi ngày. Ngay bây giờ, hãy cùng với phóng viên của bản tin nóng 24 giờ Vivu để ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp thành phố mang tên Bác. Từ Mỹ về thăm Việt Nam và đón năm mới, gia đình bà Trương Trâm chọn tour du ngoạn sông Sài Gòn trên tàu 2 tầng, vừa để thư giãn ngắm cảnh, vừa để tìm lại những ký ức, kỷ niệm đẹp nơi quê nhà. Đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, bà Trâm và mọi người không khỏi bất ngờ trước cảnh đẹp của sông Sài Gòn uốn lượn giữa thành phố hiện đại, với những công trình nổi bật, về đêm càng sôi động, lung linh sắc màu. Với người nhiều năm xa quê hương, sự đổi thay phát triển của thành phố Hồ Chí Minh đem đến nhiều cảm xúc ấn tượng. Anh chị rất là thích, cái cảnh nó rất là đẹp, mình không có nghĩ là cảnh ở Sài Gòn mình đẹp đến như vậy. Nó rất là hay, là tại vì mình thấy được hết toàn cảnh của Sài Gòn mình, nó rất là hay. Và nó rất là an toàn, trong lúc đó có nhạc, everything, làm nó, cái the way làm ở đây nó rất là giống Mỹ. Ra mắt vào ngày 23 tháng 12, sản phẩm du lịch Sài Gòn River Sightseeing trên tàu 2 tầng lập tức hút khách.
xuất phát tại ga tàu thủy Bạch Đằng, tàu hai tầng đưa du khách qua một số công trình tiêu biểu như bến Nhà Rồng, tòa nhà Bitexco, tòa nhà Landmark 81, cầu Ba Son. Trong khi đó, tour ngắm thành phố Hồ Chí Minh về đêm trên xe buýt hai tầng Hop On, Hop Off hoạt động từ vài năm nay vừa được nâng cấp, cũng đông kín khách trong những ngày cuối năm. Đặc biệt khách nước ngoài rất hào hứng trải nghiệm tour để cảm nhận khung cảnh đời sống của thành phố Hồ Chí Minh về đêm. Sẽ rất là thiếu sót nếu không trải nghiệm bus 2 tầng để băng qua các con đường ngắm thành phố Hồ Chí Minh về đêm. Không gian trong lành, mát mẻ và cảnh quan đẹp sẽ khiến tôi quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần hơn nữa. Xe Hop On Hop Up nâng cấp phục vụ 24/24 giờ từ cuối tháng 12 năm 2023. Du khách dễ dàng trải nghiệm suốt đêm hay bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều có một chuyến xe. Cùng với đó là City Tour đêm chủ đề không ngủ ở Sài Gòn từ 23 giờ cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Với xe 2 tầng chạy qua 30 tuyến đường và gần 20 điểm tham quan, di tích, kiến trúc, khu phố ẩm thực và các điểm hoạt động đêm của thành phố. Bên em không ngừng nâng cấp dịch vụ của mình ngày càng chất lượng hơn, cũng như là sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới, độc đáo, mới lạ, thú vị và khác biệt, mang văn hóa, lịch sử của Việt Nam đến các bạn bè của thế giới, cũng như mang đến cho người Việt Nam hiểu rõ hơn về văn hóa dân tộc mình. Với bus 2 tầng và tàu 2 tầng, du khách sẽ được trải nghiệm đi trên những cung đường đẹp nhất của thành phố Hồ Chí Minh, cả đường bộ lẫn đường thủy, để ngắm nhìn đường phố về đêm, hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt rất đặc trưng của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi được mệnh danh thành phố không ngủ của Việt Nam. Kính thưa quý vị, thưởng Tết là khoản tiền mà người lao động luôn trông đợi sau một năm làm việc. Làm công ăn lương còn mong ngóng tiền thưởng Tết, thế nhưng còn vô số người buôn bán nhỏ lẻ, vận chuyển hàng hóa, không có ông chủ, cũng không có lương thưởng, thì tự mình phải đánh vật và nỗ lực mưu sinh cho ngày Tết cổ truyền sắp tới. Dù nghèo, dù khó khăn, nhưng họ vẫn hăng say lao động để vừa có thu nhập chân chính, vừa có ích cho xã hội. Sau đây là những lời tâm sự của một vài người dân với Nóng 24 giờ về câu chuyện mưu sinh này. Khăn gói từ Hà Nam vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp hơn 20 năm nay, anh Trần Văn Trọng chưa bao giờ nhận tiền thưởng Tết. Thay vào đó, thưởng Tết với anh là những bộ quần áo mới mà vợ anh sắm cho cả nhà trong những ngày cuối năm. Nhưng để làm được điều đó, vợ chồng anh phải gói ghém chi tiêu và buôn bán đều đặn từ nhiều tháng trước đó. Ví dụ như là mình làm một ngày, lúc đấy là bình thường là 10 tiếng, thì lúc đấy có khả năng mình làm đến 12 đến 13 tiếng trong một ngày. Những tài xế xe công nghệ như chị Nguyễn Thị Thu Hà cũng không có thưởng Tết. Để có cái Tết ấm no cùng gia đình, người phụ nữ 43 tuổi này phải dồn hết sức vào việc chạy xe với quyết tâm không nghỉ dù chỉ một ngày. Tết Giáp Thìn đang đến gần và dù có nôn Tết hay không thì với những lao động tự do, làm đồng nào ăn đồng đó như chị Hà và anh Trọng, chỉ có làm thật nhiều và chi tiêu tiết kiệm thì mới có tiền gửi về cho ba mẹ và sắm quần áo mới cho các con. Trong người nó non về nhưng mà lại mình cái trách nhiệm của mình là phải kiếm tiền đó, cho nên mình chấp nhận mình ở lại, mình chịu cái cảm giác đó. Cái này thì không có thưởng Tết nhưng mà thôi thì cứ làm thôi, mình làm theo một cái niềm đam mê của mình, mà chắc chắn là cái này là cái làm mà có những người đến mua ủng hộ thì nó là thưởng Tết đấy rồi. Tết thì vợ thưởng sau. Tết Nguyên Đán sắp đến với nhiều người là biết bao ngổn ngang và lo toan trong lòng. Dù giàu, dù nghèo, có gia đình để đầm ấm sum vầy ngày Tết chính là điều trân quý nhất. Đến đây thì thời lượng dành cho Nóng 24 giờ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt những phút phát sóng vừa qua. Minh Phương cùng với Diễm Loan rất tiếc khi phải nói lời chào tạm biệt quý vị ở đây. Rất mong sẽ gặp lại tất cả quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.